khi mà cô đã làm xong là cô rất là hài lòng. Thứ nhất là một cái công nghệ mà không động dao kéo mà lại đã có một cái nét đẹp hoàn hảo, là nâng cái cơ mặt của cô, nâng cơ mặt của cô nó thẳng lên, những nếp nhăn và những cái rãnh cười, những dấu chân kim của cô nó đã mất hẳn đi. Và làm mặt của cô bây giờ nó căng, nó không còn chảy xệ hai bên nữa. Còn lúc trước con nói thiệt, không tự tin luôn á. Mình mới có 55 tuổi mà người ta tưởng là mình 60 tuổi không à. Cái mặt của mình nó bị chảy xệ, hai bên rất là chảy xệ luôn. Nó đi ra đường nó không tự tin. Nhưng mà bây giờ cô rất là hài lòng. Thì cô rất là hài lòng, thì cô nghĩ là cô sẽ thường xuyên đến BB Thanh Mai. Cô sẽ làm đẹp cho mình. Vì nơi đây là rất là uy tín và công nghệ rất là hiện đại, cô rất là thích. Và nếu như các bạn muốn chăm sóc cho cái làn da đẹp khỏe từ bên trong, hơn 10 tuổi xong một giấc ngủ chưa? Ngay lập tức. Mọi người hãy cùng đến BB Thanh Mai, thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,